Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop đến từ sàn KuCoin nha các bạn. Thì chương trình airdrop này ăn chia tổng giải thưởng là 5.000 token UNO, tổng pool là 20.000 đô, rất là cao luôn các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn KuCoin nha các bạn. Sau đó các bạn click vào phần link sự kiện nha các bạn. Thì đây thì nó có 3 câu hỏi mình có để dưới phần link mô tả video cho các bạn nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc copy pass để vào thôi các bạn. Các bạn, câu số 1 hỏi là UGO nó có hệ ba hệ sinh thái nào, thì các bạn copy cái câu số 1 các bạn. Rồi, các bạn sao chép các bạn. UNO Ivatos. Rồi. 1 2 để kiểm tra có chính xác không ạ? Rồi tiếp tục câu số 2 nha các bạn. Câu số 2 thì các bạn copy là group 1 các bạn. Các bạn sao chép lên nha bạn. Đây câu số 2 nè. Tiếp tục câu số 3 nè các bạn. Các bạn copy nè các bạn. Chữ test TPKO nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lại, các bạn gửi qua đây nha các bạn. Ba câu đem câu chính xác không bạn. UNO gửi. Các bạn gọi chính xác không được không bạn. UNO đấy đúng rồi. Sau đó thì các bạn mở cái link sàn KuCoin của mình ra nghe tất cả các bạn. Các bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký một cái tài khoản trên sàn KuCoin làm dự án này, sau đó các bạn cái xe để rút tiền này nọ luôn các bạn. Rồi các bạn copy cái UID này nè các bạn. Rồi các bạn trình diện qua đây nè. Mình dán vô đây nè. Sau đó các bạn bấm gỡ nó xong nghe tất cả các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 5.000 token UNO đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.